giải vàng cuộc thi giải toán trên máy tính V-Olympic toàn quốc năm 2017. Giải bạc tại trại hè Hùng Vương năm 2018. Giải đồng cuộc thi giải toán bằng tiếng Anh Hà Nội mở rộng năm 2018. Gần 10 giải thưởng trong các cuộc thi chọn học sinh giỏi các cấp môn toán. 3 lần tham gia cuộc thi Bản lĩnh nhà đầu tư và đều lọt vào vòng chung kết. Tháng 6 năm 2023, xuất sắc giành giải quán quân cuộc thi iInvest lần thứ 14. Đó là những thành tích mà chàng trai người Nùng Hàn Quang Hiếu, phường Đông Tiến, thành phố Tuyên Quang, hiện đang là sinh viên trường Đại học Ngoại thương Hà Nội đạt được bằng những nỗ lực, kiên trì và quyết tâm. Câu nói mà em cảm thấy tâm đắc nhất là thất bại là một cơ hội để có thể bắt đầu lại một cách thông minh hơn. Và phương châm sống của em là hãy cố gắng để sau này có thể nhìn lại và không cảm thấy nuối tiếc. Tự hào với bạn về sự quyết tâm, nỗ lực của bạn. Bạn đã nhiều lần thất bại và bạn ấy đứng dậy được. Và đấy là điều đáng học hỏi. Suốt 3 năm đồng hành cùng với các em thì tôi cảm nhận em Hiếu là một học sinh thông minh, ham học hỏi và có ý thức tự học tốt. Em cũng rất là tích cực tham gia các kỳ thi và đạt thành tích tốt ở môn toán. Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo. Bố mẹ đều là làm giáo viên. Bố em làm giáo viên tiếng Anh, còn mẹ em là giáo viên về tin học. Thì từ nhỏ em đã được mẹ dạy cho những bài học về toán. Em cảm thấy đôi khi là cái môn toán nó hơi khó. Em cảm thấy rất may mắn khi mà có được gia đình cũng như là thầy cô đồng hành cùng với em để có thể vượt qua được những cái khó khăn trở ngại như vậy. Em cũng khá là hoài nghi về cái năng lực của em là liệu xem là mình có đủ khả năng để vào được chuyên toán hay không. Tức là ở trong lớp chuyên toán thì ai ai cũng giỏi hết. Và việc em cạnh tranh với các bạn là để có thể là mọi người cùng đi lên, cùng tiến bộ, phát triển. Em cũng đặt ra cho mình một số những cái mục tiêu để có thể đạt được khi mà vào lớp chuyên toán như là thi học sinh giỏi. Em nghĩ là nếu mà chỉ tham gia việc học ở trên lớp thì cái sự tiến bộ của em nó sẽ không có nhiều. Và em nghĩ là chính những cái sự vấp ngã ở trên các cái kỳ thi ở trên trường, trên lớp là cái bàn đạp để em có thể tiến bộ lên. Hành trình đến các cuộc thi thì nó cũng khá là tình cờ khi mà nhà trường thì sẽ có những cái kỳ thi tuyển đội tuyển học sinh giỏi. Và khi mà em vượt qua được những kỳ thi tuyển đấy rồi thì em sẽ trở thành một trong những thí sinh có thể tham gia được các cuộc thi. Khoảnh khắc mà em ấn tượng nhất khi mà tham gia một cuộc thi đó là cuộc thi về các học sinh thi Duyên Hải. Lúc đấy thì đấy là cuộc thi đặt ở Hạ Long. Mặc dù là rất là nhiều thầy cô đã đặt cái kỳ vọng lớn vào em và em cũng đã khá là cố gắng, nhưng không may mắn là em đã thất bại ở trong kỳ thi đấy. Khi mà thất bại thì em nghĩ là lúc nào em cũng sẽ có một cái suy nghĩ về việc chán nản khi mà bị gặp thất bại, và em cũng đã có những lần suy nghĩ là mình sẽ không đăng ký tham gia vào những cuộc thi đấy. Cái lúc mà cháu thất bại thì cháu thì có hơi thất vọng về những cái cuộc thi đấy. Lúc đấy cũng chỉ động viên con thôi. Em nghĩ là dũng cảm là khi mà mình đứng lên sau những cái vấp ngã, những cái thất bại như vậy. Hiện tại thì em đang là sinh viên khoa Kinh tế Đối ngoại của trường Đại học Ngoại thương. Và em lựa chọn trường Đại học Ngoại thương bởi đây là một ngôi trường có thể nói là uy tín nhất về kinh tế ở Việt Nam. Và đây là một ngôi trường mà em có thể gặp được rất là nhiều những người giỏi, những người mà có cùng cái chí hướng với em. Và em nghĩ là đây là một ngôi trường khá là năng động, bởi khi mà tham gia vào Đại học Ngoại thương thì em được tham gia vào rất nhiều câu lạc bộ cũng như các hoạt động ngoại khóa trên trường. Đại học Ngoại thương là một ngôi trường rất là mở và rất là năng động. Sinh viên ở đó thì họ rất là tài giỏi, cũng như là họ có thể tạo ra được những cái sân chơi rất là bổ ích cho mọi người. Đối với những cuộc thi sau này thì tâm thế của em luôn luôn là cố gắng hết sức. Và sau cái thất bại thì em cũng đã nhận ra được một số cái bài học về việc là không quá hấp tấp khi mà làm bài thi. Với cái nền tảng về toán học, cũng như là em cũng học khá là tốt về tiếng Anh. Và em nghĩ là em cũng là một người cũng năng động nữa. Thì em đã chọn một ngành là ngành tài chính. Vì đây là một ngành có thể làm việc nhiều với con người, làm việc nhiều với con số.
cũng như là có nhiều cái sự logic ở trong ngành này hơn là các ngành khác. Năm 2020, khi còn là sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, với mong muốn được thử sức mình ở những sân chơi mới dành cho sinh viên toàn quốc, Hàn Quang Hiếu đã mạnh dạn đăng ký tham gia cuộc thi Bản lĩnh nhà đầu tư, một sân chơi hấp dẫn dành cho sinh viên các trường đại học thuộc ngành kinh tế. Thất bại ngay từ vòng đầu, nhưng chàng trai người nùng này đã không nản chí mà càng thêm nỗ lực trau dồi kiến thức, bản lĩnh và sự tự tin để tiếp tục góp mặt tại cuộc thi Bản lĩnh nhà đầu tư năm 2021. Lần thứ hai tham gia cuộc thi, Hàn Quang Hiếu đã có một sự thay đổi nhưng vẫn chưa đạt được như mong muốn khi chỉ dừng chân ở vòng thi thứ ba. Năm 2022, bằng sự kiên trì, nỗ lực không ngừng, Hiếu đã ghi tên mình vào vòng chung kết cuộc thi Bản lĩnh nhà đầu tư. Dù không được sướng tên trong đêm chung kết, nhưng Hiếu đã có được nhiều trải nghiệm bổ ích và thú vị. Cuộc thi này rất là hữu ích cho các thí sinh. Về mặt kiến thức thì bọn em trải qua rất là nhiều vòng thi trong các cuộc thi này. Ví dụ như là vòng test kiến thức, vòng viết báo cáo về M&A, vòng đầu tư thực tế và cuối cùng là vòng chung kết. Và sau những vòng này thì bọn em lại tích lũy được những cái kiến thức mới, những cái ngành nghề, những cái lĩnh vực mà bọn em chưa được tham gia, chưa được có cái sự trải nghiệm trong đấy. Năm 2023, Hàn Quang Hiếu và 4.000 sinh viên các trường đại học đã trải qua vòng thi viết, đánh giá năng lực cá nhân, đánh giá chuyên sâu, chia sẻ và hỏi đáp cùng diễn giả. Cuộc thi đã mang đến cho thí sinh những trải nghiệm đa dạng, trở thành một sân chơi bổ ích để các sinh viên được nâng tầm kiến thức, củng cố kỹ năng, trau dồi thêm sự hiểu biết và tự tin theo đuổi ước mơ của chính mình. Với sự tự tin và bản lĩnh qua từng vòng thi, Hàn Quang Hiếu đã ghi tên mình vào danh sách so tài của 5 thí sinh xuất sắc trong chung kết cuộc thi iInvest lần thứ 14 năm 2023. Khi mà em đăng ký cuộc thi này thì bố mẹ em cũng khá phân vân. Tại vì những cuộc thi này thường diễn ra trong vòng 3 đến 4 tháng. Nó sẽ tốn của em khá là nhiều thời gian. Và em cũng đôi chút là sẽ có những cái sự phân tâm trong việc học cũng như là việc đi làm. Nhưng mà sau cùng thì nhận thấy là những cái cuộc thi này nó rất là bổ ích, cũng như mang lại nhiều cái kiến thức và trải nghiệm cho em, thì bố mẹ em cũng đã ủng hộ. Đây là cuộc thi iInvest, là cuộc thi chứng khoán tài chính lớn nhất miền Bắc. Và cuộc thi này cũng có hơn 4.000 thí sinh tham gia. Và trải qua 5 vòng thi thì em cũng đã may mắn được có mặt ở trong top 5 của đêm chung kết. Em đã vỡ òa khi mà biết được là những cái sự nỗ lực của mình cuối cùng cũng đã được trả công một cách xứng đáng. Trong đêm chung kết thì em nghĩ cái khoảnh khắc mà em xúc động nhất không phải là lúc mà màn hình hiển thị chữ quán quân, mà khoảnh khắc em xúc động nhất là khi mà lúc đầu có những cái video về bạn bè, về gia đình em được chiếu lên để cổ vũ cho em. Thì lúc đấy thậm chí em cũng đã cảm động đến mức phát khóc ấy. Tại vì em nghĩ là em đã nhận được rất là nhiều những cái tình cảm cũng như là cái sự ủng hộ của mọi người. Tôi cũng không quá bất ngờ, bởi vì dõi theo hành trình phấn đấu của em Hiếu thì em luôn luôn là một người có sự đầu tư nghiêm túc, đồng thời cũng có cái quá trình cố gắng nỗ lực không ngừng để có thể đạt được những thành công. Và Hiếu hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu quán quân của cuộc thi iInvest 2023. Hôm đó thì đi cổ vũ cho Hiếu ạ. Và khi biết được Hiếu được quán quân, cháu thấy rất là vui và tự hào vì bạn mình đã đạt được điều mà đã cố gắng trong một thời gian rất là dài. Điều muốn chia sẻ với bạn mình là mong cậu sẽ đạt được những thành công lớn trong chặng đường tương lai phía trước. Hiếu ơi, cố lên! Với Hàn Quang Hiếu, chặng đường phía trước khá rộng mở khi mà sau cuộc thi iInvest lần thứ 14,
em đã có nhiều cơ hội được tuyển dụng và trải nghiệm công việc tại các công ty tài chính, chứng khoán hàng đầu ở Việt Nam. Giải quán quân thì nó có rất nhiều phần quà. Em có một suất thực tập tại công ty cổ phần chứng khoán SSI, một suất thực tập tại công ty VCBS, Vietcombank Security. Và về cơ hội nghề nghiệp thì em thấy là nó khá là rộng mở. Và ngoài nghề nghiệp ra thì em thấy có một phần quà nó giá trị hơn, là phần quà được kết nối với những người, những anh chị, những bạn bè, đồng nghiệp ở trong ngành chứng khoán. Và em nghĩ đây là cái phần thưởng giá trị nhất. Ước mơ của em là được trở thành một người có ích cho xã hội. Và cách mà em có thể có ích cho xã hội là em sẽ thông qua ngành tài chính. 21 tuổi, với bao ước mơ hoài bão, Hàn Quang Hiếu đã để lại nhiều dấu ấn đẹp trong mỗi cuộc thi. Với em, gia đình chính là động lực, điểm tựa vững chắc để em vượt qua được mọi khó khăn và gặt hái được những thành công ban đầu. Gia đình mong muốn nhất ở con là có một cái cuộc sống bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc và có một công việc ổn định. Con có cái ước mơ như thế mà con thực hiện và con có cái trải nghiệm, con có những cái học hỏi với bạn bè, đồng nghiệp. Cô rất tự hào vì có một học sinh xuất sắc như Hiếu và xin chúc mừng em vì em đã đạt được thành công ban đầu. Đó chính là những quả ngọt mà em đã hái được trên hành trình mà em đã cố gắng để thể hiện năng lực, ý chí, bản lĩnh thực sự. Và cô hy vọng rằng trong tương lai em sẽ tiếp tục kiên trì theo đuổi những ước mơ, những mục tiêu mà em đã đặt ra và em sẽ đạt được thành công và thành công hơn nữa. Điều mà em muốn chia sẻ với các bạn trẻ, trẻ hãy cứ thất bại và hãy cứ rộng mở với những cơ hội mà mình có thể chạm tới. Và khi mà kể cả khi mà chúng ta thất bại với những cơ hội như vậy thì chúng ta vẫn sẽ học được rất là nhiều điều. Và khi mà cố gắng hết sức thì chúng ta không có gì để nuối tiếc cả. Chúng ta chỉ nuối tiếc khi mà chúng ta đã không cố gắng, không thử để mà đạt được những cái thành công như vậy. Thì gia đình luôn luôn là cái hậu phương vững chắc.